Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục suy yếu và di chuyển ra phía biển. Đời gió Đông Nam ẩm hoạt động khiến cho tình trạng mưa nhỏ và mưa phùn còn duy trì ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ vào đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, nhiệt độ sẽ tăng dần và trời bớt rét hơn. Trong khi đó, thì phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng của khối khí nóng từ phía Tây phát triển sang cho nên mưa nhỏ chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Còn ban ngày thì trời nắng và nhiệt độ tăng. Khu vực Lai Châu Điện Biên nhiệt độ cao nhất đạt mức 32 cho đến 33 độ xuôi xuống các tỉnh thành miền Trung từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì trong 24 giờ tới tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn vẫn còn duy trì ở phần phía Bắc. Khu vực phía Nam thì mưa giảm nên thuận lợi hơn cho các hoạt động lưu thông và du lịch. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận thời tiết ổn định không mưa, đồng thời sóng gió trên các vùng biển cũng không mạnh. Các hoạt động du lịch trên đất liền cũng như trên biển có thể diễn ra bình thường. Khu vực Tây Nguyên thời tiết ít biến đổi, trời không mưa ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 19 cho đến 22 độ và cao nhất trong ngày là từ 31 cho đến 34 độ. Nam bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của khối khí nóng từ phía Tây phát triển và mở rộng sang, kết hợp với hoạt động mạnh của áp cao biển trên cao nên trạng thái không mưa ngày nắng nóng vẫn là kiểu thời tiết chính chỉ với khu vực. Nhiệt độ cao nhất trưa mai ở các tỉnh thành miền Đông phổ biến ở mức là trên 35 độ, nắng nóng diễn ra trên diện rộng, còn khu vực miền Tây thì thời tiết có phần dễ chịu hơn với mức nhiệt cao nhất đạt khoảng 33 cho đến 34 độ. Tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng đến với những dự báo chi tiết cho các điểm du lịch trên cả nước. Thưa quý vị, khu vực vùng núi Tây Bắc trong 24 giờ tới, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tại Điện Biên không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 23 cho đến 33 độ. Sapa và Tam Đảo sẽ có mưa nhỏ, nền nhiệt tăng. Tuy nhiên thì trời vẫn còn rét, nhiệt độ thấp nhất ở vào khoảng 12 đến 15 độ và cao nhất chỉ dao động từ 17 đến 18 độ. Đến với các điểm du lịch phía Đông Bắc Bộ, tại đây đêm và sáng trời còn khá nhiều mây, có mưa nhỏ sương mù làm ảnh hưởng đến tầm nhìn khi lưu thông trên đường. Đồng thời nền nhiệt thời điểm này vẫn duy trì ở ngưỡng rét, ban ngày trời giảm mây và giảm mưa hơn. Tại khu vực vùng núi Hà Giang hay Vịnh Hạ Long và Hải Phòng thì nhiệt độ không chênh lệch nhiều, thấp nhất đều giữ ở mức 17 độ và cao nhất là 22 cho đến 24 độ. Đến với các điểm du lịch Bắc Trung Bộ như là tại Sầm Sơn trời nhiều mây, có mưa nhỏ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ trong ngày ở vào khoảng 19 cho đến 22 độ. Còn tại Phong Nha Kẻ Bàng thì trời cũng nhiều mây và có mưa nhỏ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 cho đến 26 độ. Tại Huế sẽ có mưa nhỏ, trưa chi chiều hơi trời hứng nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng là 19 cho đến 29 độ. <laughs> Thưa quý vị và các bạn, nếu như có kế hoạch đi du lịch thì quý vị và các bạn nên đến với khu vực Trung Trung Bộ vì thời điểm này thời tiết tại đây khá tốt, chỉ có mưa ở một vài nơi, có ban ngày thì trời nắng với cường độ không quá gay gắt. Nên nhiệt độ duy trì ở mức vừa phải sẽ tạo cho quý vị cảm giác thoải mái và dễ chịu. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ trong ngày dao động từ 22 cho đến 30 độ. Riêng tại Bà Nà thì nhiệt độ chỉ khoảng từ 17 đến 22 độ, trời vẫn còn khá rét. Do vậy mà khi đi du lịch đến đây, quý vị nên mang theo áo ấm để bảo vệ sức khỏe của mình và chúng ta sẽ cùng đến với các điểm du lịch biển trong 24 giờ tới tại Nha Trang, Mũi Né và Vũng Tàu, thời tiết duy trì trạng thái là mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, cường độ sóng gió hoạt động không mạnh nên thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển đảo. Tuy nhiên trước khi tắm biển thì chúng ta cũng cần tìm hiểu đặc điểm và độ an toàn của bãi biển mà chúng ta sắp xuống tắm. Quý vị cần dành vài phút để nhận dạng dòng chảy xa bờ là nơi nước sẽ chảy từ bờ ra biển, không nên bơi gần những vùng này, luôn nhớ là vùng bờ biển lặng sóng không có nghĩa là nơi có độ an toàn cao khi chẳng may rơi vào dòng chảy xa bờ thì quý vị cần bình tĩnh tìm cách thoát ra khỏi dòng chảy đó bằng cách là bơi song song với bờ biển hoặc là bơi vuông góc với dòng chảy xa bờ. Tuyệt đối là không nên bơi ngược dòng chảy xa bờ. Lên đến các điểm du lịch thuộc vùng cao Tây Nguyên, tại đây thời tiết khá ổn định, trời không mưa, còn ban ngày thì trời nắng, đêm và sáng sớm trời xe lạnh. Tại Pleiku và Buôn Ma Thuột, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 21 cho đến 34 độ, còn tại Đà Lạt thì nhiệt độ duy trì ở mức 16 cho đến 29 độ. Thời xuống các tỉnh thành Nam Bộ trời ít mây không mưa, ngày nắng và nóng bức. Tại Tây Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất đạt mức 36 đến 37 độ. Còn tại rừng U Minh thì nhiệt độ dao động trong khoảng 26 đến 34 độ. Cuối cùng chúng ta sẽ cùng đến với hai điểm du lịch biển đảo phía Nam, Côn Đảo và Phú Quốc. Thời tiết vẫn đang ở trong trạng thái khá tốt, mây thay đổi, không mưa, ngày nắng, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 26 cho đến 33 độ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin dự báo thời tiết du lịch của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Xin kính chào tạm biệt.